tin giáo dục công giáo. Lớp thần học Sades Sabientia thông báo chiêu sinh khóa mới. Đây là chương trình cao đẳng thần học được sắp theo 3 năm. Tất cả có 110 tín chỉ, mỗi tín chỉ 15 tiết, bao gồm các môn kinh thánh, thần học tín lý, luân lý, linh đạo, mục vụ, các môn triết học và khoa học nhân văn. Cha giám đốc trung tâm vừa thông báo khóa học mới dành cho các tu sĩ nam nữ và giáo dân. Thông báo chiêu sinh niên khóa 2021 đến 2022. Kính thưa quý bề trên, quý vị hữu trách các hội dòng, trước hết ban giám đốc trung tâm thần học sades Sabian Chúng con kính gửi lời chúc sức khỏe và tâm tình tri ân đến quý bề trên. Quý vị hữu trách đã tin tưởng gửi sinh viên đến học tại trung tâm chúng con. Thứ đến chúng con xin thông báo đến quý vị việc chiêu sinh cho niên khóa 2021-2022 sắp tới. Đối với các sinh viên, Muốn theo chương trình thần học 3 năm dành cho các nam nữ tu sĩ, để được nhận vào chương trình thần học này, các sinh viên cần phải có những điều kiện sau: A. đã tốt nghiệp chương trình phổ thông trung học, B. có giấy giới thiệu của bề trên cao cấp của các tu hội hợp pháp. Ngoài ra, các sinh viên học tại trung tâm có thể đăng ký học theo các diện sau: A. sinh viên chính quy, theo học toàn bộ chương trình thần học 3 năm với mục đích lấy chứng chỉ tốt nghiệp thần học của trung tâm B. Sinh viên không chính quy Theo học một phần chương trình tại trung tâm với mục đích tích lũy điểm cho một số môn học theo nhu cầu của sinh viên C. Sinh viên dự thính Tham dự một số môn học tại trung tâm nhằm bồi dưỡng kiến thức nhưng không thi để lấy kết quả Vậy, Ban Giám đốc Trung tâm Thần học Sades sabiante kính gửi đến quý bề trên, quý vị phụ trách cộng đoàn thông báo chiêu sinh này để biết thêm chi tiết xin quý vị vui lòng truy cập trang web https 2 net Chúng con chân thành cảm ơn và kính chúc quý bề trên và quý vị luôn an mạnh. Phú nhận ngày 28 tháng 4 năm 2021, Linh Mục Do An Nguyễn Minh Thiên ứng ký. Chúng ta cùng cầu nguyện cho trung tâm trong năm học mới, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp theo thánh ý của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa luôn ban phúc lành trên cha giám đốc, quý giáo sư. Xin mời các sinh viên quan tâm ghi danh theo địa chỉ trang web trong thư thông báo chiêu sinh.